và Hồ Văn Cường tay trong tay trên thảm đỏ sau khi làm lành. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tối ngày 10 tháng 2, Phi Nhung đăng dòng trạng thái tỏ sự không hài lòng về con nuôi Hồ Văn Cường. Nơi ca sĩ chỉ ra nhiều điểm không tốt của con trai nuôi như lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình. Nơi ca sĩ lo ngại quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 mắc bệnh ngôi sao. Sau khi phát ngôn của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi. Và mới đây, cả hai mẹ con cùng xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Bố Già của Trấn Thành. Trên thảm đỏ, hai mẹ con vô cùng thân thiết, khán giả có thể nhận ra rằng mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn rất thuận hòa. Phi Nhung cho biết đã hóa giải mâu thuẫn với Hồ Văn Cường, nơi ca sĩ tâm sự. Cô cảm thấy hạnh phúc khi con nuôi đã hiểu lòng mình và thay đổi theo hướng tích cực. Trước đó vài ngày, trên trang mạng xã hội của nghệ sĩ Phi Nhung xuất hiện đoạn clip khoe con trai nuôi. Trong đoạn clip, Hồ Văn Cường đang chủ động giúp mẹ nhặt rau, nấu cơm cho ngày đầu năm. Nhìn hình ảnh trưởng thành của con trai nuôi, nơi ca sĩ lượt trời không ngừng xuyên xoa khen ngợi trong sự hạnh phúc, cô chia sẻ: "Không la là không được, nhưng la rồi là ngoan. Anh ấy đang rửa rau, giỏi không? Phải vậy mới được chứ, con của mẹ mà." Sau khi bị ca sĩ Phi Nhung trách mắng, tỏ thái độ thất vọng, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và hứa sẽ thay đổi tính cách, để mẹ không còn lo lắng. "Con không giỏi giao tiếp, không giỏi nói chuyện. Có khi con cũng muốn được hòa nhập, nhưng sự tự ti khiến con không thể hòa nhập với môi trường xung quanh. Con không mắc bệnh ngôi sao, xin mẹ đừng nói con như vậy, tội nghiệp con lắm. Con sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Chỉ cần mẹ chỉ dạy con sẽ tiếp thu và sửa đổi để tốt hơn. Không khiến mẹ buồn lòng nữa, nhưng hãy cho con thời gian mẹ nhé. Con biết rồi, con mong mẹ tha thứ và tiếp tục ở bên con như mẹ đã và đang nâng đỡ con. Con luôn biết ơn mẹ bao năm qua đã đồng hành cùng con, yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con." Quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 viết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.